Xin chào các mẹ bầu yêu quý của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Livestream theo trên mẹ bầu hiện đại đi sinh của chúng tôi đã quay trở lại rồi đấy ạ. Và mẹ bầu sẽ đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chị Ninh Thị Thành. Vâng, lúc này thì ca mổ của chị Thành đã bắt đầu rồi và ekip thực hiện ca mổ cho chị Thành hôm nay là ekip của bác sĩ Lisa. Nếu đã từng xem nhiều livestream về hành trình vượt cạn của các mẹ bầu Thu Cúc thì chắc hẳn các bạn đã rất quen thuộc với vị bác sĩ này rồi phải không ạ? Bác sĩ Lisa là bác sĩ sản khoa quốc tế tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Bác sĩ Lisa nổi tiếng mát tay, thân thiện và được rất nhiều mẹ bầu tin tưởng lựa chọn khi thăm khám và vượt cạn tại Thu Cúc. Và chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ Lisa cùng các bác sĩ điều dưỡng trong ekip mổ ngày hôm nay, các vượt cạn của chị Thành sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi thôi ạ. Chúng ta hãy cùng comment cổ vũ cho mẹ bầu và các bác sĩ nhé. Ngày hôm nay bên cạnh việc đồng hành cùng với chị Thành thì chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một vấn đề mà rất nhiều mẹ bầu sinh mổ quan tâm, đó là tình trạng bị đau ngứa vết mổ cũ khi mang thai lần sau. Và đây cũng là tình trạng mà chị Thành đã gặp phải trong thai kỳ của mình các bạn ạ. Vậy chị Thành đã vượt qua như thế nào? Các bác sĩ có lời khuyên gì khi mẹ bầu gặp phải hiện tượng này? Hãy tiếp tục theo dõi livestream để có câu trả lời chỉ sau ít phút nữa nhé. Còn bây giờ hãy tiếp tục theo dõi ca mổ để đồng hành cùng với chị Thành đón tin thần nhỏ của chị ấy ngày hôm nay các bạn nhé. Em bé nhà chị Thành có ngôi thai ngược nên bác sĩ đang đỡ mông em bé ra trước đấy ạ. Vâng, em bé đã chào đời rồi, là một bé gái vô cùng kháu khỉnh. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc của con rồi, xin được chúc mừng chị Thành và gia đình. Em bé ngay sau khi chào đời sẽ được các bác sĩ vệ sinh sơ bộ, cắt dây rốn rồi trao cho điều dưỡng để thực hiện các thủ tục chăm sóc sau sinh. Chắc hẳn là lúc này chị Thành của chúng ta đang rất hạnh phúc khi được nghe thấy tiếng khóc chào đời của con. Một lần nữa xin được chúc mừng chị và gia đình. Lúc này thì bác sĩ Nhi đang tiến hành khám sau sinh cho em bé để đảm bảo sức khỏe con ổn định. Theo các bác sĩ thì em bé nhà chị Thành có làn da hồng hào và có những phản xạ rất là tốt. Một chút nữa thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn kỹ hơn gương mặt của con nhé. Sau khi khám sức khỏe đầu đời thì con sẽ được điều dưỡng đóng bỉm cuốn khăn ủ ấm. Trộm vía là em bé của chúng ta rất đáng yêu phải không các bạn? Chúng ta hãy cùng chúc cho con có thật nhiều sức khỏe và hãy ăn chóng lớn nhé. Lúc này điều dưỡng đang đưa con đi cân các bạn ạ. Các bạn có tò mò về cân nặng của em bé nhà chị Thành không ạ? Chúng ta hãy cùng dự đoán nhé. Vâng, là 3 cân sau khi trừ xong cuốn ngoài đấy ạ. Trộm vía cân nặng rất là đẹp phải không các bạn? Các bạn còn ngần ngại gì mà không thả tim và comment chúc mừng em bé của chúng ta đi nào. Lúc này điều dưỡng đang đưa bé lại gần mẹ hơn và hỗ trợ con thực hiện thao tác da kề da với mẹ đấy ạ. Chắc hẳn là chị Thành đang rất mong ngóng giây phút được ôm và nhìn rõ hơn gương mặt của con yêu. Da kề da không chỉ giúp mẹ cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng mà còn mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của các em bé các bạn ạ. Chúng tôi đã có livestream về lợi ích của việc da kề da với con. Các mẹ có thể xem lại tại fanpage của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhé. Trong lúc này thì chúng tôi xin phép được chia sẻ một chút về chủ đề chính được đưa ra từ đầu livestream, đó là tình trạng đau ngứa vết mổ cũ khi mang thai lần sau. Khi mẹ mang thai lần sau, sự phát triển của thai nhi sẽ khiến tử cung lớn lên, kéo theo việc đó là việc giãn ra của vết mổ cũ, có thể gây ra tình trạng ngứa ngáy, đau âm ỉ hoặc đau nhói nếu ấn tay vào. Những mẹ bầu bị đau vết mổ cũ sẽ có nguy cơ bị xuất huyết, nứt vết mổ, nghiêm trọng hơn là bục vỡ tử cung do vết mổ quá căng không chịu được sức ép từ thai nhi. Do đó khi bị đau hay ngứa ngáy vết mổ cũ, mẹ hãy tới ngay các cơ sở y tế chuyên khoa sản để khám nhé. Bác sĩ sẽ xem xét cụ thể sự phát triển của thai nhi và tình trạng vết mổ cũ để đưa ra những chỉ định phù hợp. Ngoài ra mẹ bầu cũng lưu ý tuyệt đối không được gãi hay bôi bất kỳ loại thuốc nào lên vết mổ cũ khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó mẹ cần thực hiện một chế độ dinh dưỡng điều độ, tránh tăng cân quá nhiều và tránh các động tác gây ảnh hưởng cho vùng bụng như cúi gập người, với tay lên cao hay là chạy nhảy. Và để an toàn cho cả hai mẹ con khi mang thai lần sau, khi mẹ có vết mổ cũ thì mẹ nên mang thai cách thời điểm sinh mổ tối thiểu 2 năm. Khi đó vết mổ đã hồi phục hoàn toàn, tỷ lệ căng giãn hay biến chứng sẽ ít gặp hơn. Ngoài ra, ngay khi xuất hiện các dấu hiệu có thai, mẹ cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa sản để khám và kiểm tra thai nhi cũng như tình hình vết mổ. Từ đó bác sĩ sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp mẹ chăm sóc bản thân cũng như là thai nhi một cách tốt nhất. Như vậy là các bạn đã hiểu hơn về cách xử lý nếu bị đau ngứa vết mổ cũ khi mang thai lần sau rồi đúng không ạ? Hãy chăm sóc thai kỳ thật tốt để bảo vệ cho con yêu và cho bản thân các bạn nhé. Hãy comment inbox ngay nếu muốn được chúng tôi tư vấn thêm về các vấn đề trong quá trình mang thai. Quay trở lại với em bé của chúng ta thì sau khi được da kề da với mẹ thì con đang được điều dưỡng đưa ra khu chăm sóc để tiếp tục với những thủ tục chăm sóc sau sinh. Hiện tại thì điều dưỡng đang đội mũ mặc quần áo cho con. Tất cả những đồ dùng này thì đều được bệnh viện chuẩn bị sẵn và mẹ sẽ không phải mang theo bất cứ thứ đồ dùng gì khi đến viện đâu ạ.
Ngoài việc đi sinh nhẹ nhàng không cần chuẩn bị đồ, thì các mẹ bầu khi đăng ký thai sản chọn gói sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi và tiện ích cao cấp như là đội ngũ bác sĩ sản khoa đầu ngành trực tiếp thăm khám đỡ sinh, được thoải mái chọn phòng lưu viện để nghỉ ngơi, từng bữa ăn của mẹ được lên bởi những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu và được phục vụ tận phòng, bé được tiêm vitamin K, tiêm phòng viêm gan B sau sinh, hỗ trợ sàng lọc lưu trữ tế bào gốc. Đồng thời, mọi khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình vượt cạn cũng sẽ được bệnh viện ghi lại và gửi tặng cho gia đình dù mẹ đẻ đêm hay đẻ ngày đấy ạ. Và còn rất nhiều tiện ích khác khi mẹ đăng ký gói thai sản của Thu Cúc. Nếu các mẹ muốn được tìm hiểu rõ hơn thì hãy comment ngay tại đây để Thu Cúc có thể tư vấn cụ thể hơn cho mẹ nhé. Vậy là em bé của chúng ta đã mặc quần áo, quấn khăn ủ ấm xong rồi. Điều dưỡng và bác sĩ sẽ theo dõi sức khỏe của con một chút trước khi đưa con ra ngoài gặp gia đình. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn kỹ hơn gương mặt kháu khỉnh của con các bạn nhé. Em bé của chúng ta ngay từ khi chào đời đã có những phản xạ rất là tốt như khóc to, chân tay cử động tốt, chảy nước dãi, thật trộm vía phải không các bạn? Vâng, như vậy là mọi thủ tục trong phòng sinh đã hoàn tất rồi. Lúc này thì con đang được đưa lại gặp mẹ và chúng ta sẽ cùng tạm biệt chị Thành và ekip mổ để cùng với bé ra ngoài gặp người nhà nhé. Như vậy là con đã được đưa lên để gặp người nhà và được bác đón tay rồi các bạn ạ. Xin được chúc mừng gia đình đã đón thêm một thiên thần vô cùng đáng yêu và dễ thương. Vâng, sau khi con được gặp người thân thì sẽ được đưa vào phòng sơ sinh để tiêm vitamin K, vaccine viêm gan B và tiếp tục theo dõi. Đến khi con hoàn toàn ổn định thì sẽ được đưa về phòng lưu viện với mẹ đấy ạ. Vâng, như vậy là chúng ta vừa được theo dõi hành trình vượt cạn của chị Ninh Thị Thành và trang bị thêm cho mình những kiến thức hữu ích. Và các bạn ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký dịch vụ thai sản chọn gói của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc để được hưởng những tiện ích hấp dẫn và những dịch vụ chất lượng. Đừng quên là Thu Cúc luôn có những phần quà hấp dẫn cho các mẹ đấy ạ. Nếu có bất kỳ thắc mắc và băn khoăn gì thì hãy comment ngay để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.